Vừa rồi thì trên cái phim mà tôi đã review về cái núi lửa ở xã Thuận An, huyện Đăng Minh, tỉnh Đắk Nông thì có một bạn trai ở tỉnh Long An, bạn ấy có comment ở phía dưới phim ấy, cái phần bình luận ấy là bạn ấy nhờ tôi đi tìm giúp bạn ấy một bạn gái rất là xinh xắn. Chắc là ngày xưa hai bạn ấy có yêu đương gì đó và mấy năm nay bạn ấy mất liên lạc. Nay thì khi mà xem cái phim về núi lửa ở Đắk Minh, chắc là cái cảm xúc của bạn ấy nó lại trào dâng và bạn ấy lại tha thiết nhớ về người cũ. Chính vì vậy mà tôi sẽ quyết tâm đi tìm cái địa chỉ của bạn ấy. Thôi thì mình làm được cái gì đó để giúp cho cuộc đời này thì mình cứ làm, cho đi để nhận lại. Tôi cũng xin nhấn mạnh là địa chỉ bạn ấy cho tôi là ở Bon Sapa, xã Thuận An, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông. Bon tức là bản làng ấy, tức là bản là làng ấy. Ở trong Tây Nguyên thì họ có cái thuật ngữ là Bon. Tôi cũng không biết là kết quả trong ngày hôm nay tôi sẽ có đi tìm được cho bạn hay không. Nhưng mà chúng ta có thể làm được những cái gì thì chúng ta cứ làm. Và tôi sẽ hy vọng rằng là ngày hôm nay tôi sẽ tìm ra được cô bạn gái cho một bạn trai ở Long An như tôi đã chia sẻ vừa rồi. Hướng đi thị trấn Đắk Min cũng chính là cái hướng đi Buôn Mê Thuột tỉnh Đắk Lắk, mà nếu may mắn thì một vài ngày nữa thôi là tôi sẽ được di chuyển sang đây để tìm đường ra Bắc. Và trên quãng đường đi tôi liên tục gặp những cái xe vận chuyển quạt gió. Đây chỉ là một cái cánh quạt của một cái quạt gió thôi. Nó cực kỳ cồng kềnh, nó cực kỳ dài và đi kèm với nó thì bao giờ cũng sẽ có một vài xe hộ tống phía trước và phía sau. Đấy còn chưa kể đến là xe cảnh sát dẫn đường. Khu vực Đắk Nông hiện nay đang ồ ạt lắp đặt quạt gió. Theo tôi tìm hiểu thì cái lượng điện mà sẽ làm ra từ quạt gió này chủ yếu là để xuất khẩu sang Campuchia. Còn thực tế thế nào đó thì mình cũng không hề biết. Đắk Min còn 13 km. Xem trên bản đồ thì cái vùng biên giới Campuchia cũng rất là gần với Đắk Min, nhưng mà tôi không biết là bên tay trái kia đã phải là Campuchia hay chưa. Tôi thấy ghi là khu vực vành đai biên giới thì không hiểu đó là bên Campuchia hay là Việt Nam rồi. Đắk Min còn 14 km kìa. Như vậy là tôi chỉ còn đâu đó khoảng 8-9 km nữa thôi là để tìm đến cái địa chỉ mà tôi đang đi tìm giúp bạn ở Long An. Và có một cái đặc trưng rất rõ ràng, rất dễ nhận thấy khi mà đến Tây Nguyên, đấy là những chiếc công nông. Công nông ở đây bạn có thể gặp bất kỳ ở đâu, ở những con đường mòn đất đỏ hay là ngoài quốc lộ 14A chúng ta đang di chuyển ở đây, gặp liên tục, gặp bất kỳ ở đâu. Và dường như là cảnh sát giao thông họ cũng thông cảm với những bà con sử dụng công nông như thế này, bởi vì là có ở đây thì mới thấy được rằng là không có loại xe nào phù hợp hơn công nông đối với những cái đường nương đường rẫy như ở Tây Nguyên. Và những công nông này thường là có hai cầu để nó có đủ được cái sức mạnh lên những cái con đường trơn trượt như ở Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, phía trước ống kính của chúng ta, ngay phía trước ống kính của chúng ta kia là núi lửa Nâm Cre Lờ Lút ở xã Thuận An, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông kia rồi. Cái ngọn núi lửa mà tôi đã từng chinh phục đây rồi, và cũng chính nhờ vào cái phim ngọn núi lửa này mà một bạn trai ở tỉnh Long An đã comment ở phía dưới bình luận trong cái clip mà tôi làm về núi lửa này, nhờ tôi tha thiết nhờ tôi đi tìm một cô bạn gái chắc là người yêu cũ của bạn ấy. Và hôm nay tôi đi thực hiện cái lời hứa với bạn ấy trước khi tôi rời Tây Nguyên để ra Bắc. Nhìn ở dưới này nó cũng như một ngọn núi bình thường, nó không giống như bất kỳ ngọn núi lửa nào khác ở Tây Nguyên. Nó không có cái miệng, nhìn ở dưới lên cũng không thấy có miệng, mà khi mà tôi lên đến tận trên đỉnh thì cũng không thấy có cái miệng. Đấy là một cái điều rất là lạ lùng. Tuy nhiên là cái quá trình mà tôi đi từ chân núi lên ấy thì nó có rất nhiều những cái nham thạch vẫn còn sót lại ở trên suốt cái chặng đường đi. Rất là tiếc hôm đó là tôi không có nhặt lại một vài viên về làm kỷ niệm đó. Và bây giờ thì chúng ta đang di chuyển qua núi lửa rồi đấy, đang bắt đầu đi song song với núi lửa. Mẹ ở nhà không cháu? Cháu gọi mẹ cháu hộ chú với, cho chú ly cà phê luôn nhá. Đen đá không đường nhá. Cháu gọi mẹ cho chú nhờ tí. Chị ơi, em nhờ tí. Hôm nay nhìn sành điệu thế. Này,
Chị ngồi đây, chị ngồi đây, em nhờ tí. Như này nhá, em đi tìm người yêu cho một cái cậu, nó ở trong Long An ấy. Khi mà nó xem cái phim Núi Lửa của em làm đây này, thế nó nói là em rất là tiếc là không biết là anh đi quay cái Núi Lửa đó, vì em muốn nhờ anh tìm một người, một bạn của em ở rất gần đấy. Ở đây chị thấy có cái bon nào, tức là bon Sapa. Có em. Ô thế à? Ngay đây à? Ồ, thế thì hay quá. Cách đây khoảng bao xa chị? 2 km à? Ồ, thế tốt quá, hay là tí cháu đi cùng chú đi. Ừ, con dẫn đi. Nhá. Ra đâu cháu chỉ cho chú nhá. Dạ. Phía trước kia là thị trấn Đông Minh à? Vâng, cái đông đông dân cư đấy là thị trấn Đông Minh. À. Rồi chú ơi, cái chỗ này chú cua này. Đấy. À, ra đây hả? Dạ. Rồi. Từ đây vào khoảng bao xa? Dạ cũng mấy cây. À. Không xa lắm đâu. Thôn Thuận Thành. Cái điểm mình đến là Bon Sapa nhá. Vâng. Bon Sapa nó ở trong này. Cháu học lớp mấy nhỉ? Cháu lớp 7. À. Nhà cháu nó có mấy chị em? Nhà cháu có 3 người. À. Một anh, một chị, một cháu. À. Đi lấy chồng lấy vợ hết rồi. À, thế còn giờ còn mỗi 2 mẹ con ở nhà thôi. Vâng. Trường Mẫu Giáo Hòa Bình. Dạ. Đây đến chỗ ngã ba này chú rẽ phải này. Đấy, ở đằng trước này, Vinaphone đấy. Bạn ấy nói là cái nhà của cái cô gái này là cách ủy ban gì đấy là 1 km. Hay là cách chính là cách cái ủy ban này. Hình như ở đây không có ủy ban. Ở chỗ rẽ phải. Thôi cháu cứ vào, đưa chú vào cái bon Sapa là được. Xong mình vào đấy mình hỏi thăm thì mới ra được nhờ. Vâng. Thế phải đây đúng không? Vâng. Chú vừa thấy đây vẫn có kia kìa, kia vẫn có những nhà gỗ kiểu nhà Mơ Nông kìa. Dạ. Thế là đây vẫn là đồng bào dân tộc Mơ Nông à? Vâng, Mơ Nông hết ạ. À. Ô, thế đồng bào dân tộc Mơ Nông sinh sống rộng nhờ. Rộng thật. Ừ. Khu chú ở là khu người Mơ Nông mà. Vâng. Ở đây ở Thuận An này thường là người Quảng Nam là đông dân nhất. À. Họ sống đây. À, tức là Quảng Nam di cư vào đây. Vâng. Đây này người đồng bào Mơ Nông này ra toàn nhà gỗ. Chắc là con bé này nó trẻ thế thì mình phải hỏi thăm đứa nào nó trẻ. Nó phải thật trẻ như thế thì chúng mới biết được nhau nhỉ? Dạ. Đây đâu? Đấy, đẹp chưa chú? Ờ đẹp. Đâu Núi Lửa kia đúng không? Vâng, Núi Lửa đấy. Ờ. Đây, đập đây. Con quay Núi Lửa nào. Đây nhá. Vâng, bây giờ chú đây. Với con đi thẳng vào đây một tí nhá. Vâng. Con quay cái Núi Lửa này, con có thấy là không có cái miệng đúng không? Vâng. Không thấy hình cái miệng. Thì ban đầu là chú tưởng rằng là những cái cây to nó lấp cái, nó che mất cái miệng ấy. Nhưng vâng. Mà lên tận nơi thì cũng đâu có đâu. Vâng, không có miệng đâu. Đây hỏi thăm xem là cái bọn này kia, cái thằng kia nó lớn khả năng nó biết con bé này. Vâng. Cô ơi, lên trên này chú hỏi thăm thế. Cô, đấy đấy, cháu lớn đấy, cháu ấy, lên chú hỏi thăm đi. Cháu quay. Đây đây, cho đứng ở đây cho chú hỏi thăm cái bạn này xem cháu biết không, nó ở đây là đến thôn Sapa chưa? Rồi. Đây là thôn Sapa rồi đúng không? Rồi. Ok, chú mở cho nó sáng màn hình lên đã nhá. Sáng hết cỡ rồi này. Tối quá nhỉ? Sáng hết màn hình rồi vẫn tối thế. Đây, cái bạn gái này cháu biết không? Đây. Thôi cháu không biết. Không biết à? Thế đây bạn trai này. Đây là em trai của các bạn này. Đây. Không biết. Cũng không biết à? Đây con quen này. Ờ. Nào cháu hỏi con hỏi của chú ấy. Cho chú hỏi thăm bạn này xem các con có biết không? Đây, cho chú hỏi thăm đi. Đây này bạn này con biết không? Con biết bạn này không? Nhà. Ừ. Biết. Nhà đâu? Ôi. Tốt quá, nhà đâu? Thôi.
kìa. Con cho chú hỏi. Con biết bạn này nhà ở đâu không? Dạ biết ạ. Đâu, nhà ở đâu? Nhà quay lại à? Chỗ quán hàng to. Đầu tiên á. Quán nào? Quán bán hàng đầu tiên á. Quán bán hàng đầu tiên. Bố mẹ bạn ấy tên là gì? Bố là Quen. Bố là Quen. Ừ. Mẹ là không biết. À bố là Quen. Dạ. Ừ. Mẹ là không biết. À bạn ấy tên là gì nhỉ? Bạn ấy tên là gì nhỉ? Chú lại quên mất, chưa xem lại trong này. Đi học chưa? Đi rồi. Để chú xem lại tên. Có đúng bạn này không? Đúng là con biết không? Dạ. Bạn đó là Sira. Sira. Dạ. À. Còn bé cái bên là Sally. Sally à? Dạ. Sally đúng không? Dạ. Sally và gì nhỉ? Sira. Sally, Sira. Cái màn hình nó tự nhiên là hôm nay nó tối quá, đọc hơi khó. Chú cảm ơn con nhá. Con nhớ lúc nãy bạn ấy nói ở chỗ nào không? Vâng, ở quán bán hàng đầu tiên. Cái đầu tiên chắc chỉ có là cái quán Vinaphone vừa nãy đấy. Dạ. Con vừa nói là bố bạn ấy tên là gì nhỉ? Quen. 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 Như tên nước ngoài ấy nhỉ? Vâng, họ Đặt phong phú lắm. Quen. Chú ở đây chắc lâu rồi nhỉ? Chú ở đây tháng này là tháng thứ tư. Sang tháng thứ tư. Quen. Nhà anh Quen. Quán bán hàng đầu tiên nhờ. Mẹ tên là không biết. Mẹ tên là không biết. Nhà để bán hàng này. Quán bán hàng đầu tiên. Thì đấy là quán đấy. Hay là mình hỏi từng quán luôn đi. Đấy cũng là bán hàng. Chị ơi, anh ơi cho em hỏi thăm tí. Quay nhá. Dạ. Cho em hỏi thăm đi anh. Anh biết anh biết nhà anh nào là anh Quen không? Tên là Quen. Quen. Vâng. Quen hả? Vâng. Cũng bán hàng đấy. Nhà cũng bán hàng. Tên Quen là kêu rồi, không biết cái tên đó nghe. À. Gọi tên gì nè, tới đây là nè. Dạ vâng vâng. Hai cái quán tạp hóa này gần chỗ đó luôn luôn á. À vâng vâng, em cảm ơn nhá. Mình kể tên hai bạn nữ đó nữa. Salem. Lisa Lacy. Lisa Lacy. Cả hai luôn. Hờ Lisa, hờ Lacy. Em ơi, cho anh hỏi thăm nhà anh Quen mà cũng bán hàng như nhà mình ấy. Anh Quen, cho em hỏi thăm nhà anh Quen. Tên là Quen. Quen. Có con gái là tên là gì nhỉ? Hờ Lacy, hờ Lisa. Lacy, Lisa gì đấy? Không biết à? Sally, Lisa, Syria. Bố thì tên là Quen. Con gái thì tên là hờ Lacy. Hờ Lacy gì đấy? Hờ Lisa. Cả hai. Anh có việc anh đang tìm mà. Anh cảm ơn nhá. Chắc là dưới ngoài kia. Cái từ nào? Hả? Không. Y Quen. Hay là mình nghe lộn nhỉ? Thôi lại rồi. Xem nào. Tìm được một người may mắn. Con nghĩ là chúng ta sẽ tìm được không? Chắc chắn sẽ được. Ở đây. Chúng
kìa sao. Ờ bán hàng mà, đây cũng là hàng mà. Đang, đang. Anh ơi, cho em hỏi thăm tí. Anh có biết nhà ông anh nào tức là anh quen không? Anh gì? Quen. Quen bán hàng, nhà cũng bán hàng mà có con gái tên là gì nhỉ? Hlasi. Hlasi. Bây giờ bán hàng gì anh? Con bé hôm nay nó nói là bán hàng chứ nó không nói cho nó rõ là bán đây, hàng. Đây, 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 đây. Em hỏi hai quán đây không? Anh nói thẳng đây là có cửa hàng bán hàng này. Em hỏi hai quán đây không có. Cái này à vâng vâng, thế thì anh cho em hỏi này. Đây này này, con gái anh như này này, anh có biết bạn này không? Em đang đi tìm người giúp người quen. Em không biết đâu, em cũng mới tới đây thôi, em mới tới đây thôi, em không biết đâu. À, dạ, nên anh cứ đi thẳng lên lên trên đây này. Vâng vâng. Ok, cảm ơn anh nhá. Dạ. Con đi tìm người à? Vâng. Chờ chờ chú tí chú tìm lại cho mình. Nếu mà cửa hàng tạp hóa bán hàng thì chỉ ở trên đây thôi. Vâng. Trên đây mình hỏi hết rồi. Ừ. Trên đây thì có hai tạp hóa. Vâng, hỏi hết rồi ạ. Một là tạp hóa của người đồng bào. À, đúng rồi. Nhưng không có, cảm ơn anh. Để chú gọi lại cho... Gọi lại cho cái bạn Long An nhé. Dạ. Anh đang ở cái bon có tên là Sapa như em chỉ đây rồi. Dạ. Bạn nay anh có hỏi thăm một cái bạn gái nhỏ nhỏ tuổi thì bạn ấy cũng nói là bố của cái cô bé mà em đang muốn tìm tên là Gwen đúng không? Em cũng biết đó, mà bố là như là người Campuchia. À bố là người Campuchia à? Dạ đúng rồi. Còn tên của bạn ấy là gì nhỉ? Em nói lại hộ anh nào. À Sally đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì đúng rồi. Chờ tí chắc là sắp tìm được rồi. Ok em nhá. Dạ, dạ. Bố là người Campuchia dạ. nhỉ? Dạ. À cho anh hỏi này, từ cái ngã từ ngoài đường lớn vào nhá, đến một cái ngã ba. Xong anh sẽ phải vào là vào thôn Sapa thì đi xa không? Từ ngã ba đấy đi xa không? Em cũng không có nhớ nữa. À. Dạ, tôi đang nhớ lại là anh hỏi chắc được mà biết mà dạ. Rồi, ok em nhá. Dạ, 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 dạ. Anh hỏi bạn đó có phải là nhà gần đập núi lửa không? Nó bảo là bố là người Campuchia. Ở đây thì hầu như cái bon này là gốc gác của người Campuchia hết anh. À. Có những đi đời như vậy. Khó tìm đi. Có phải bán hàng mà có con gái ấy, thì nếu đi vào cái đường này thì ở đây là còn có em chú Kiều thoảng nó xuống một xíu nữa là có thêm tạp hóa của đồng bào bán rồi. Vâng. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn chú nhá. Theo cháu thì theo con thì quay lại hay là chắc nên đi tiếp bởi vì hai quán này mình hỏi hết rồi. Hỏi rồi đúng không? Dạ. Có. À thế là đây là người hầu như người Campuchia hết vậy là khó tìm đúng không chưa? Ờ. Thằng nào cái tên nó lạ nhờ. Dạ. Salem. Vậy là không rõ là chữ y họ y hay gì được đấy. Ờ. Nó chỉ nói là quen được thôi. Ờ. Ồ đến đây chú mới biết được là có cả người Campuchia sống chung với mình. Hầu hết luôn đấy chú. Ờ. Thế là đâu phải riêng đồng bào Mông Đông ở đây đâu nhỉ? Vâng. À đây hỏi anh này nào. Anh ơi, anh cho em hỏi thăm nhà anh quen có con gái tên là Salem. Nhà đây bán quán đúng không chị? Bán hàng tạp hóa à? Nhà bên tay phải chứ? Bên hướng nhà chị đấy hả? Từ đây vào đấy khoảng bao xa? À gần cái đập á hả? Đi qua cái đập chưa? Chưa. À rồi. Cảm ơn các anh chị nhá. Cảm ơn cô. Vâng. Như các anh đây là cũng là người Campuchia hay là người Mân Âu? Mân Âu. À. Sợ họ lại bảo quay lại nữa là chết rồi. À. Không như thế này là tương đối chính xác rồi. Vâng. Nhà gần hồ bên tay phải. Em của cái anh chủ nhà, em của anh chủ nhà là tên là Kiệt. Còn anh chủ nhà tên là Quen. Như vậy là thông tin
đang gần hơn rồi đấy. Y-hen. À thế là cả chú với con đều nghe nhầm. Y-hen là tên của bố con. Thế mẹ cũng là người Campuchia à? Không, mẹ người đây. À, mẹ là người đây, mẹ người Kinh hay người Mơ Nông? Người Mơ Nông. Bạn này sinh nhỉ? Năm nay 23 tuổi đúng không? 23 tuổi là sinh năm mấy ta? 98. Ừ. Thế hai đứa quen nhau như nào? À, cũng quen nhau bình thường, bạn bè thôi chứ không có gì hết. Chưa, à, chứ không phải là yêu đương gì à? Chưa. À, thế sao phải... Mới quen bạn thôi à? À, thế cái cách đây mấy năm rồi? Cách đây 3 năm rồi á. Không, à, chắc chắn là phải sâu sắc lắm thì... Chứ sao phải tìm nhau bằng được thế này? Em cũng chẳng biết nữa, em có tìm nick của bạn ấy mà em tìm không ra tại em đổi số điện thoại á. Như này nhá, để anh nói cho chia sẻ với Salem như này nhá. Salem nhỉ? Ly. À, Sally, anh nói chuyện với Sally như này là... Anh quay cái núi lửa này này. Thế xong thì không hiểu tại sao mà bạn ở Long An đấy, bạn Quy ấy, bạn ấy lại xem được cái phim đấy của anh. Và bạn ấy chia sẻ rằng là bạn ấy rất là tiếc là dáng như mà hôm ấy em biết anh đi quay núi lửa thì em đã nhờ anh đến tìm giúp em một bạn ở gần đấy. Ừ. Thế thì bạn ấy xin số điện thoại của anh và kết bạn Zalo. Anh thấy bạn ấy rất là tha thiết. Thực sự là tha thiết là muốn tìm lại em ấy. Thế anh nghĩ là chắc là hai đứa này ngày xưa yêu nhau rồi giận hờn gì gì đấy cho đến bây giờ thì thất lạc nhau. Thế ngày xưa đã yêu ngày nào chưa? Chị nói thật không phải ngại. Nói thật đi. Cũng đang tìm hiểu thôi chứ chưa có. À, tức là cũng nó là chớm yêu rồi đúng không? Thế xong giận nhau là xa nhau à? Không có giận nhau. Tại lâu không có liên lạc á. Cái là em đổi số điện thoại mà. Sao bạn ấy lại ở Long An mà lại sao lưu lạc ra tận đây để gặp em? Bạn ấy cũng có qua đây một lần để gặp em á. À, dạ. Tức là hai đứa quen nhau ở trên Facebook hay là Zalo gì đấy đúng không? Đúng rồi, quen qua Zalo xong rồi bạn ấy từ Long An xuống đây. Ồ, cũng mạnh liệt nhờ. Mạnh liệt đấy. Thế là từ Long An ra đây được mấy hôm? Hai hôm. Anh chưa hề gặp bạn ấy, anh chưa hề biết bạn là ai cả. Anh chỉ cần biết là bạn ấy tha thiết nhờ anh một việc đó và anh cách đây 30 cây. Tức là anh thì ở ngoài Phú Thọ và đây công việc và anh ở tạm trú ở cái anh tạm trú ở huyện Đắk Song ấy. Từ Đắk Song lên đây tầm khoảng 30 km. Hơn 20 thôi, chưa đến 30. Thôi gặp thế là vui rồi. Sally, tên hay nhờ, thế tên đầy đủ của em là gì? Hờ Sally. Cho anh em có Facebook đây không? Có ạ. Là bạn Facebook nhá. Vậy. Đồng ý không? Có. Hay là Zalo đi. Anh thích Zalo hơn. Đây là tụ tụ này đúng không? Đúng rồi. Đây cũng là số điện thoại gọi được hả? Tất nhiên là anh cũng không gọi làm gì. Thôi anh có vợ con rồi nên là cũng không có gì hết. Không có nhu cầu yêu đương nữa. Em cũng có một bé rồi này. Ồ. Dạ. Sao lại thế? Con của em tại em vợ chồng em ly hôn 5 năm. À, vợ chồng ly hôn rồi hả? Thế khi mà bạn ở Long An đến đây thì bạn ấy biết em có gia đình chưa? Có biết. Ờ. Có biết luôn. Ừ. Em vừa nói là vợ chồng em ly hôn mấy năm rồi? 5 năm. Hơn 3 năm. Con 5 năm tuổi. Thế có nghĩa là cái thời điểm mà hai đứa gặp nhau là em đã có bạn có rồi. Cũng đưa bé đi gặp bạn Quy á. À. Thú vị quá nhỉ. Thế con gái tên là gì em? Sova. Hờ Sova. Dễ thương nhỉ. Đây này tóc nó sẵn sàng của người Campuchia này. 6 con đồng bào này. Thế em nhà ở gần đây không? Bây giờ có hai mẹ con ở với nhau thế à? Có hai mẹ con. Trẻ này mà đã ly hôn rồi, thế là ly hôn 5 năm rồi, chứ là 18 tuổi lấy chồng rồi à? 17 tuổi à? Oh. 17 ấy. Sinh gái 17. Này mà... Dạ. Cho hỏi cái cảm xúc của chị bây giờ như thế nào ạ? Không biết nói gì, cũng thấy bình thường. Bình thường, không dám nói thật lòng. Tốt được rồi, ok. Dạ. Vui rồi, anh làm xong nhiệm vụ của anh rồi. Hẹn gặp lại nhá, chào hai mẹ con nhá. Cảm ơn gia đình nhá. Cảm ơn chị.
Thế là hoàn thành nhiệm vụ. À, xong rồi. Con cứ để camera đấy, cứ để chế độ quay. Nãy là mình đến đây mình hỏi thăm rồi đúng không? À. Thế sao lúc nãy em không nhận? Dạ. Lúc nãy sao anh? Hờ La Si. À. Anh hiểu rồi. Cũng khó khăn đấy nhỉ. Thôi đấy, anh kết nối hai đứa được rồi đấy. Kết hôn rồi. Cưới thôi. Anh thấy nó tha thiết lắm. Ừ. Em được rồi nhá. Ok em nhá. Đó xinh gái anh nhỉ. Đi. Rồi. Chào gia đình nhá. Xin chào nhà. Con thấy chị đấy xinh gái không? Vâng, xinh ạ. Xinh mà cao đẹp nhờ. Mà lấy chồng tuổi 17 đấy chú. Ồ, lúc 17 tuổi nó đẹp lắm đấy. Vâng, chắc đẹp lắm. Ừ. Mà đẻ con có con rồi vẫn đẹp. Ừ, vẫn đẹp nhờ. Vâng. Con tên là gì nhờ? Con tên Tâm. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là cuộc hành trình tìm kiếm chắp nối lại cuộc tình dang dở sau 3 năm của bạn có tên là Sally, người Campuchia, và bạn Quy ở Long An đến đây là đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và bây giờ thì chúng tôi đang quay về trên con đường làng của Bon Sapa, xã Thuận An, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông. Và rất là cảm ơn sự giúp đỡ của hai mẹ con bạn Tâm. Cái quán cà phê nằm ngay ở dưới chân núi lửa Lâm Cle Đờ Rút. Và các bạn nếu như có dịp mà đến thăm ngọn núi lửa này thì nhất định là sẽ ghé thăm quán cà phê này nhá. Cà phê cực ngon, hai mẹ con cực kỳ nhiệt tình. Nhờ có sự nhiệt tình của hai mẹ con bạn ấy mà mình đã thực hiện được lời hứa với bạn trai ở tỉnh Long An. Câu chuyện kết thúc đã có hậu và mình đang gặm nhấm cái niềm vui này. Chương trình của Âu Lạc TV đến đây cũng xin phép được khép lại. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.